chào cô chú anh chị các bạn và các em thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm. Ôi, một tuần nó qua nhanh thiệt là lanh nhanh luôn á. Hôm nay thì nghe theo lời của mẫu hậu cho nên là Như Lộc phải đi Home Depot để mua mênh về cho mẫu hậu làm sân vườn. Cái bên chủ cũ. Bảo Lộc. Hello, xin kính chào quý vị. Xe mê lái xe quá, nói chuyện mà không hay luôn hả? Giọng này tôi còn mê mà huống chi người khác. Trời ơi, ghê quá. Nó giỡn nha quý vị. Tại mình đang chạy xe đó, mình phải chú ý về trước. Trời Cali tuần này thì vẫn nắng ấm rất là đẹp. Trời trong xanh. Cho nên chính phủ ở Cali rất là sợ mọi người đổ nhau đi xuống biển. Cho nên có rất nhiều bãi biển mà hồi tuần trước mở cửa thì ngày hôm nay là đã phải bị đóng cửa rồi. Riêng ở thành phố Newport Beach, phải không em? Yeah. Ở thành phố Newport Beach. Bãi biển ở Newport Beach thì được mở cửa để cho mọi người tham gia để mà hoạt động về thể thao thôi. Không, họ mở cửa từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng. Nhưng mà đặc biệt là không cho trải khăn trên biển để mà nằm, như là phơi nắng. Coi như là cho cái hoạt động để mà mình thể dục thể thao xả stress, chứ không có được mà nằm trên biển hay ngồi hay relaxing ngồi chơi. Như vậy thì nó dễ lây lan bệnh, cũng như là tạm thời mở cửa vài tiếng để cho mọi người ra tập thể dục, chủ yếu là như vậy. Với lại cũng đỡ bớt cái phần gánh cho Huntington Beach với lại mấy cái beach khác gần đó quá tải. Nhưng mà những cái biển khác là cũng đóng cửa rồi, Huntington Beach là đóng rồi, không có dám mở nữa rồi. Mới mở có mấy bữa rồi bây giờ đóng rồi. Đóng rồi. Tại vì nhiều quá. Người ta sợ sau những ngày đó là ca bệnh sẽ tăng lên nhanh. Như vậy nha quý vị, mà ở ngay tại Bakersfield của California nè, có hai vị bác sĩ đó thì họ nói đó là họ đã nghiên cứu và họ đã thử nghiệm cho khoảng 5.000 người, thì trong đó thì không bao nhiêu người bệnh hết và số người chết thì cũng là không đáng kể. Cho nên họ nói cái bệnh virus này nó không có gì hết trơn, rất là nhẹ nhàng, không có gì mà phải lo lắng, phải căng thẳng. Bây giờ phải mở cửa liền đi. Họ ủng hộ mở cửa. Rồi họ còn đưa lên họp báo, họ kêu gọi nhiều người để mà cùng ủng hộ với họ để mở cửa. Thì trong đó có một cái người mà ủng hộ, mà chia sẻ luôn cái họp báo đó của hai vị bác sĩ. Đó là ông giám đốc hãng Tesla. Ông cũng kêu gọi, ông kêu là mở cửa. Trong khi vừa qua đó thì có một vài tiểu bang mở cửa thì cái tình hình bệnh nó lại tăng lên. Bây giờ người ta sợ quá, giống như Florida đã dự định là mở cửa rồi cho neo đồ mở cửa, nhưng mà hôm nay họ sợ quá, họ ngưng lại, tạm ngưng lại, sẽ từ từ mới mở lại. Bây giờ là Lân Lập đang chạy vô cái parking của Home Depot nè. Quý vị thấy có vài anh Mexican đứng không? Đây là những cái người mà họ đứng đây để họ chờ kiếm việc làm đó quý vị. Nếu như mà nhà chúng ta mà có cần làm những công việc nặng hay là làm bất cứ cái gì thì mình kêu họ và mình deal với họ trước. Trời ơi, get like. Ôi, get like. Rồi, thôi đi vô đi. Đi vô mà đông quá hả? Đông quá. Trời ơi, coi cái like đông nè quý vị ơi. Đi ghé bên lô xem là chắc ok hơn, không biết like. Đây, mấy anh đứng lên đây nè. Nhiều khi mấy anh có xe tải nhỏ thì cũng có thể giúp mình chở hàng, chở đồ, hay là mình pick up đồ thì mình nhờ họ về, họ khiêng phụ mình vô nhà thì trả tiền cho họ theo giờ, thưa quý vị.
thôi chạy về lô coi, đây đông quá, hơi sợ giờ đông đi quá. Đâu thấy đông lắm mình đông né quá, mình thấy... Có người lên hỏi bộ sợ chết lắm hả? Thật sự chết ai rồi cũng sợ. Ai rồi cũng phải chết. Bộ sợ chết lắm hả? Cái người đó hỏi vậy đó. Thì ý kiến quý vị trả lời sao ta? Hồng Loan không biết trả lời sao với cái người đó. Tại vì Hồng Loan lên nói cái vấn đề mà bệnh dịch nó lây lan rồi này nọ vậy đó. Cái nói bộ sợ chết lắm mà. Không có ý kiến. No comment. Không biết trả lời sao luôn. Có ai phụ Hồng Loan trả lời giùm. Nhiều người hỏi mất cười sợ luôn. Nên đọc mà mình mất cười luôn. Mình không biết nói gì. Người ta hỏi mà người ta biết cái câu của cái người trả lời rồi. Người ta đã đặt câu hỏi ra và người ta biết câu trả lời của người trả lời. Thì cần gì phải đặt câu hỏi. Không, nhưng mà nhiều người suy nghĩ khác, mỗi người thì Hồng Loan cũng có nói là suy nghĩ của mỗi người mỗi khác về cái vấn đề này á quý vị ha. Bất cứ vấn đề gì cũng vậy á, hãy mà mình nói ra là nó sẽ có cái ý kiến trái chiều và ý kiến thuận chiều, lúc nào cũng vậy á. Nhưng mà nhiều cái ý kiến nó trái chiều mà mình thấy mình mất cười sợ. Lập với Loan làm cái channel này ra giống như mình muốn cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ để sống những cái giây phút mà nó quá căng thẳng, mình giải khuây nó, chứ mình không có muốn làm cho nó bị nặng thêm. Nên nhiều cái câu hỏi Lộc với Loan không có thể nào trả lời được là quý vị biết rồi. Nhiều khi Hồng Loan lên thì mình muốn đưa những cái thông tin mà hay nhất và những cái thông tin mà bệnh dịch, nhưng mà những thông tin vui đến cho quý vị. Bên cạnh đó thì những cái thông tin mình cũng nhắc nhở chúng ta phải giữ để mà an toàn cho sức khỏe của tất cả mọi người. Và tất cả mọi thông tin mà Hồng Loan đọc là Hồng Loan không biết tiếng Mỹ nhiều, nhưng mà khi mà đọc một bài báo, ví dụ như một bài báo Mỹ, thì mình cũng có thể mình hiểu được trong đó nói gì, thì mình cũng muốn truyền tải đến quý vị. Giống như là nhiều khi mình đọc một bài báo mình không tin đâu, mình phải chọn nhiều bài báo, mà những bài báo lớn thì mình mới dám lấy thông tin đó để mà mình đưa đến cho quý vị. Cho nên nhiều khi có người lên nói phát niêu hay gì đó, trời, tự nhiên mình buồn sợ luôn. Tại vì nếu mà mình có đưa phát niêu ra mình chẳng có lợi gì, mà Hồng Loan cũng chả muốn câu view, câu like gì ở đây. Là bởi vì đây là cái trang mà giống như là những người mà đang trong cái tình trạng những cơn bệnh dịch nó hoành hành cả thế giới, mình lên mình chia sẻ với nhau, chứ không phải là câu view, câu like gì ở đây hết. Nếu mà mình muốn câu view mà để mà có nhiều lượng view hay là cái gì đó thì có cách làm khác, nhưng mà mình không muốn làm những cái điều như vậy. Mà đây mình muốn làm một cái trang đó rất là đàng hoàng để mà chúng ta cùng nói chuyện, cùng tâm sự với nhau. Thì mong tất cả quý vị hiểu cho Loan với Lộc ha. Bây giờ nhiều khi vui lắm, đi mà mình gặp người thân quen của mình ở ngoài á, cái mà hai bên đều đeo mask lên, cái đứng nhóng lên nhóng xuống, ủa phải không, phải đó không, phải kia không. Trời ơi, lâu quá không gặp, vừa mới tính chạy lại tính ôm nhau cái ủa hai đứa sực nhớ ra cái rồi đứng cách xa nhau 6 feet. Mình nhiều khi muốn đụng nhau cái hay gì cũng không dám nữa. Xong cái bây giờ thấy cái vụ này là hay nhất là đụng cùi chỏ, hai khỏe không, cái hai đứa giật chỏ nhau cái này, giơ chỏ lên giật cái coi. Đó, giật chỏ một cái. Quý vị biết sao mà người ta sử dụng cái cùi chỏ là nó an toàn không? Tại vì cùi chỏ không bao giờ đụng nó mặt được. Không đụng mặt, không đụng. Ta lấy cùi chỏ đụng không mặt được không ta? Không được. Đúng rồi, vậy là cái cùi chỏ mình đụng là an toàn nhất. Cái gì mà không có khó đụng cái mặt là cái đó là an toàn nhất. Không phải là an toàn nhất mà an toàn trong những cái không an toàn. Thì khi mà mình như vậy về thì có khả năng mình nhớ mình cũng phải lau chùi luôn cái cùi chỏ. Trời ơi, lô cũng đông luôn anh ơi. Nhưng mà nó không có get like, nó không có sắp hàng. Coi kìa, người ta mới mua đồ kìa. Ta mua đồ, người ta chở kìa. Trời ơi. Đó.
mấy cái ghế màu xanh dễ thương quá, hai lá kìa. Okay. Ủa hôm nay là ngày thường mà. Ngày thường cũng như ngày hội em ơi. Thì hiện tại giờ người ta cũng nghỉ làm nhiều nên cái đường nên nhiều người rảnh rỗi lắm. Vậy chứ mình thấy mình đâu rảnh rỗi đâu, lịch làm việc mình nó cũng kín hết trơn à. À. Cũng làm suốt à. Làm suốt. Không mà vui làm trong cái sự mà mình hạnh phúc, mình cảm thấy mình thích thú mình làm. Tại vì khi mà Lộc với Loan làm những cái này ra đó, mang lại những cái niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười nho nhỏ cho mọi người thì mình cảm thấy bị vui lây. À, điều hạnh phúc nhất là làm cho những người khác cảm thấy được giống như là tinh thần được thoải mái. Đem niềm vui đến cho quý vị là cái điều mà Hồng Loan với Lộc tâm đắc nhất. Thôi bây giờ Loan với Lộc đi vô Lowe's ha. Mình ngưng chút nha, đeo mask. Hello quý vị. Quý vị có nhận ra ai không? Handyman. Lực sĩ. Lực sĩ là mấy muối đây? Một muối à? Một muối. Hồi xưa là 6 muối. Giờ có 1 muối duy nhất kìa. Bởi vậy Gia Linh nó kêu ba mập lại. Gia Linh nó nói ba mập á là cái chữ nó kêu đi vô chỗ vườn hoa đi anh. Là cái chữ là dễ thương. Ba mập là cái chữ dễ thương chứ không phải là nó miên, không phải nó chê ba nó mà nó là dễ thương. À, bắt đầu mùa này đây gieo giống nè. Bán dầu á. Berry nè, tất cả các loại berry, strawberry, blueberry, raspberry. Ở đây là 3 cái 12 đồng, cứ lấy 3 chậu vậy 12 đồng. Cái đào nó quý vị. Cái đào nó có trái luôn nè. À, 50 đồng cây hả? Đây hoa hồng ha em. Hoa tường vi hả? Đẹp quá ha. Cây sống đời mà làm nó thương. Cái này có cái lá giống cái lá nhà mẹ chồng nè. Phải có em nó mới đẹp. Có em cảnh nó mới đẹp thêm. Mấy cái này để ngoài giường nè, dễ thương không? Rào. Nó làm sẵn về mà đỡ. Mua về bao nhiêu chiều dài bao nhiêu thì mình gắn bao nhiêu cái thôi. Chỗ này là mấy cái đồ người ta làm mấy cái hồ nước đó. Mình đào đất xuống xong cái mình bỏ xuống nè, mình làm hồ nước. Đây thì có này mình rào sẵn nhưng mà để mình trồng dây leo rồi hay là vách ngăn rồi rồi xong. Mới vừa mua đồ xong, khiêng đồ lên xong hết rồi, lực sĩ ngồi cái bên đây. Coi vậy cũng còn gần lắm nha quý vị. Vậy á chứ nha, mà ba Bảo Quốc á là hồi lúc trước là đi ra ngoài á là đi mua là ba mẹ tự đi vậy đó.
tự đi, rồi cái nhiều khi về rồi nhà Lộc Khiên đem vô ra ngoài sao cho mẹ. Mà ở đây sướng lắm quý vị, dù chẳng hạn như mình họ thấy mình người lớn tuổi hoặc là cỡ tuổi Lộc cũng vậy, không cần, có nghĩa là họ thấy mình khiêng đồ mà nặng là họ nói mình có cần gì giúp không, rồi mình nói yes, cái họ bưng ra hãng xe mình để, họ để lên xe mình luôn, mình khỏi cần phải đụng vô những cái việc nặng. À, thì mình phải chờ chút xíu để họ kêu người ra phụ thôi. À, thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 15 phút của ngày 30 tây tháng 4 năm 2020. Hồng Loan xin được update cái tình hình bệnh của ngày hôm nay. Bây giờ là 1.092.656 người bệnh. Số người mất đi là 63.765 và số người được chữa khỏi là 151.774. Như vậy là so tới ngày hôm qua. Hôm qua thì Hồng Loan update nó hơi sớm, thì khoảng 12 giờ trưa, là tính ra là khoảng 27 tiếng đồng hồ thì số người bệnh tăng lên khá là nhiều. Số người recover đó thì được hơn 7.000 người. Như vậy cũng được ha quý vị ha, cũng đỡ. Thì hôm qua Hồng Loan có thông báo đến quý vị là về cái thuốc mà Remdesivir đó, thì trong vài ngày nữa thì FDA họ sẽ chấp nhận cho cái thuốc Remdesivir tạm sử dụng để chữa trị COVID-19 trong thời gian khẩn cấp. Có nghĩa là chỉ tạm thôi chứ không phải là thuốc đó là để chuyên chữa trị cho COVID-19 nha quý vị. Thì có được cái thuốc mà nó ít bị phản ứng phụ nhất và chữa trị nó khả quan nhất thì như vậy mình cũng đỡ rồi, hy vọng trong những ngày sắp tới nữa và cái công ty họ có thể cung cấp nhiều thuốc cho đầy đủ cho bệnh nhân thì cái lượng recover nó sẽ tăng thật nhanh. Hồng Loan cầu mong như vậy. Nói tới chuyện mở cửa thì thật sự ai cũng muốn được tự do, ai cũng muốn được đi ra ngoài hết. Mình ở nhà hoài mình cũng buồn cũng chán đúng không quý vị? Nhưng mà mở cửa, mong mở cửa sớm với điều kiện là có thuốc chữa trị thì mọi người được an toàn sức khỏe hết thì mình mới có thể ra ngoài mà mình cảm thấy thoải mái vui vẻ được. Chứ mà giờ mở cửa mà đi đâu mình cũng lo cũng sợ hết thì nó không an toàn thì cũng không nên mở sớm. Theo ý kiến của Hồng Loan là như vậy. Nhưng mà cái khổ là nếu mà mình không mở cửa thì lấy đâu công ăn việc làm, lấy đâu tiền để mà nuôi gia đình, lấy đâu mà có đồng ra đồng vô để mà họ họ sinh sống thì rất là khó, rất nan giải. Thì nhà nước một phần họ, họ đã giúp cho mình. Có một số những người làm mà mình khai thuế theo dạng 1099 đó thì xin tiền thất nghiệp rất là khó. Đó, cho nên cái số tiền mà nhà nước hỗ trợ một người 1.200 đô cộng với lại đứa con 500 nữa Cũng không đủ cho họ. thì không cũng không đủ. Có những gia đình họ không có đủ để trang trải đâu, là bởi vì tiền nhà một tháng là bao nhiêu rồi, rồi nếu mà tiệm tùng rồi tiền trả tiền rent đất này nọ là bao nhiêu, cho nên thật sự là rất khó khăn. Cái chương trình mà của chính phủ đưa ra để mà giúp cho những cái business nhỏ đó thì nó cũng không có đủ đâu vào đâu hết. Thì ai cũng muốn mở cửa sớm, bởi vì Hồng Loan nói là rất là mừng là vì đã có thuốc tạm để mình trị, mình sử dụng trong thời gian này, thì khi mà mở cửa đó thì nó cũng đỡ hơn. Mình mở ra mình làm thì nó mình cũng an tâm hơn. Phải không quý vị? Có nghĩa là có thuốc trị thì nó có một cái ánh sáng để mà mình cảm thấy mình tin tưởng. Có một cái thông tin này từ hôm bữa giờ đó là ở bên New York rất là nhiều người bị và họ đã gọi lên họ report cho cảnh sát. Có nghĩa là họ nhận được cái email đó quý vị, là email á hăm dọa là phải nhấn vô cái link này để mà trả tiền cho họ bao nhiêu tiền đó, nó gần dạng giống như là tống tiền á. Nó nói nếu như mà không chịu trả cái tiền này đó thì cả gia đình của mình á, nó sẽ làm cho cả gia đình mình bị mắc bệnh COVID-19 hết. Thì làm cho rất nhiều người người ta hoang mang lo sợ. Thì có một số người họ report lên cảnh sát mà mình cũng không biết là có ai đã đóng tiền cho cái bọn đó chưa. Thì thật sự ra cái bọn đó là
nó ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải ở nước Mỹ. Có thể là nó ở một cái nước khác mà nó biết cái tình hình ở New York căng thẳng như vậy thì nó email cho những người ở New York thôi. Cho nên tất cả chúng ta nếu mà có mà nhận được cái thông tin giống như vậy đó thì chúng ta nên report cho cảnh sát. Bây giờ là anh Lộc đang chạy xuống dưới dòng cái bờ biển để xem thử coi tình hình ở dưới đó bây giờ như thế nào cho quý vị xem luôn ha. Hôm bữa nghe nói là đông quá thì Loan không có dám chạy xuống, để hôm nay mình coi họ nói là đóng cửa thì coi tình hình sao. Con đường từ nhà ông Loan mà chạy xuống dưới biển đi cái đường thẳng đường beach này khoảng chưa tới 10 phút, cách biển khoảng chừng 5 miles. Tắm biển nhiều lắm rồi đó, đậu xe kiểu này là tắm biển nào nhìn bên trái. Ngay khu bãi biển thì họ đóng mấy cái parking nhưng mà ở đây thì lại mở cho nên đậu đầy hết. Họ đậu đây là họ đi tắm biển đó. Kìa một số người đi tắm biển. Đây này là tới gia đình biển. Con cái đi tắm biển nè. Tất cả parking của beach thì đóng hết. No parking on BCH. Nè, nó đây nè. Có nghĩa là đoạn đường này nè, không được đậu xe. Đó, cái bảng để là không đậu xe, quý vị khác thấy đóng lại hết không? Mấy cái middle parking này đóng lại hết. Như là mấy cái... Hai bên đường đóng lại hết. Bãi biển bữa vắng bây giờ là... Đưa thương người rồi đó. Gia đình con cái dẫn nhau đi tắm nè. Mà công nhận ai mà tắm biển ở đây hay thiệt. Biển của Cali này nó lạnh lắm quý vị ơi. Bước chân xuống cái giống như là bước chân xuống cái nước mà nước đẩy nước đá vậy đó. Mà sao mà họ tắm được không hiểu. Vậy mà cũng có người tắm mà cũng có người surfing thì rất là nhiều. Surfing thì họ bận đồ kính dày lắm chứ lại họ vận động nhiều thì không quá lạnh. Kìa, có xe của đài truyền hình xuống quay kìa. Đài số 5 quý vị. Đài LA. Xuống quay coi bà con KTLA. Vẫn bỏ đổ nhau ra biển. Quý vị phải nhìn thấy không? Đó. Ở dưới biển cũng rất là đông người luôn. Mình thấy người đứng đầy luôn á. Hôm nay là thứ năm thôi, còn cuối tuần á là đông dữ. Ok, quay chút xíu tình hình cho mọi người thấy ha. Thấy cũng đông quá trời luôn. Mà Huntington Beach cũng dễ quá à, không có đóng cửa biển, cũng để cho người ta đi ra đi vô. Thà thấy như Newport Beach gì đó nó hạn chế ha, cái giờ nào thôi à, với lại là không cho ngồi trên biển là cũng đúng. Tại vì mà đóng hết luôn thì cũng không được. Nhiều khi người ta đi ra người ta tập thể dục mà để mà nới lỏng thả lỏng như vậy mình thấy nguy hiểm cho mọi người quá. Ở đây cho mát nè. Đi ngang thấy cái chỗ này đẹp quá, quẹ vô rồi nói chuyện với quý vị chút ha. Ngoài sau của Lộc Du Loan là một cái chỗ mới xây của Huntington Beach. Cái chỗ này họ xây để cho thuê, cho mọi người ta thuê dài hạn, ngắn hạn. Mấy cái giống như apartment. Là apartment gì đó quý vị. Giống như nhà chung cư nhưng mà loại, nói chung cư nhưng mà nó loại thấp, nó chừng 2-3 tầng thôi. Yeah. Ngày hôm qua đó, Lộc kêu là Lân bận áo đầm cho đẹp lên để mà chụp tặng quý vị một tấm hình ha. Bây giờ đây thành quả của tấm hình ngày hôm qua Lộc chụp cho Hồng Lan để xin gửi đến quý vị. Cái này là hậu quả của ở nhà nhiều quá mà ăn thì không được ít lắm. Ở nhà mà có người nấu đồ ăn ngon cho ăn thì chắc mai mốt nó sẽ cũng như vậy thôi à. Nói về cái lúc mà mình đang ở nhà như vậy nè, mình ăn nhiều như vậy nè thì mình phải tập thể dục phải không quý vị? Nhưng mà mình tập thể dục làm sao cho nó vừa đúng với lại cái sức của mình thôi, chứ đừng có tập thể dục mà tập mà quá lố.
tập quá lố giống như trong đây nè. Đó, quý vị coi này nha. Nhất là mấy anh mà tập cử tạ đó, phải không? Hay chưa? Lượng sức mình nha quý vị. Cái khúc cuối nó mới vô, khúc cuối coi coi cái chỗ một chút nha. Đứng gần quá làm sao mà nhảy cao lên được. Chưa kịp ấy là trời ơi, chưa kịp khiêng lên, nhiều khi quá sức nó. Quá sức. Này xui, này xui. Đây này nha. Trời đất ơi, sẽ rung dữ vậy. Ôi ôi, nặng quá với sức ổng. Kéo quần luôn. Đây, trời chị này tập đẹp quá. Trời ơi, nguy hiểm ha. Nhất là cử tạ rất nguy hiểm đó. Mình không lượng sức mình là rất là dễ té luôn. Với lại cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh này nữa. Mình đi ra ngoài đường á, ghét nhất là có nhiều người đậu xe mà cái chỗ mà parking nhỏ đó quý vị, cái đậu mà đậu chằng hãng hai lane luôn, giống như là chiếm một mình chiếm hết một hai lane thì không cho ai đậu hết. Thì đó, những cái người đó đó nên xem cái video này ha, này vui lắm đó. Một cái chiếc xe màu đỏ này nè, Mercedes màu đỏ nhỏ nhỏ nè, nó đậu vô chằng hãng hai lane. Cái tụi này nó tức quá, nó đem hai cái chiếc xe bự luôn, một chiếc SUV rồi chiếc mini truck gì đó, ve vô, đậu vô. Rồi, cái ông này bắt đầu ổng đi ra, mà hai bên xe cứng hết hai bên này, đâu ổng đâu có đường, ổng chui vô được đâu, mở cửa được. Tức quá. Tức quá, giờ làm gì giờ, đâu biết hai người chủ xe đó đâu. Lại ổng đá cái gì kia. Và cái kết đi cha, coi cái kết Hồng Loan thích dễ sợ, cười quá trời. Đây, đó, phải chui vô từ ngoài sau cái trunk. Chui từ cái cốp xe chui lên trước. Ok. Vui ha. Rồi ổng chui vậy rồi sao ổng bấm được ta? Chắc bấm nút ha, rồi đó mới xe ra chạy được. Trời, một lần thận tới già. Nhớ nha quý vị, đừng bao giờ đậu xe vậy nha, phải chui từ sau ra trước, cực lắm à. Anh nè, có đậu xe kiểu vậy không? Không, vậy? Không giờ đậu hai lên nữa. Đậu mình đậu gì tự nhiên mình mà bước xuống mình thấy mình đậu mà mình lấn qua lên của người ta là mình đã thấy không được rồi. Là phải chỉnh lại rồi chứ ai mà kỳ cục vậy. Và bây giờ thì Loan với Lộc xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Ly Kelly Lâm, đã nói là hai vợ chồng em vui vẻ, anh chị rất thích xem gia đình của em, và chị cũng là người hâm mộ chú Bảo Quốc từ khi còn ở Việt Nam. Tụi em cũng xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi Mỹ Loan Nguyễn thì chị ở Pháp. Chị gửi lời thăm đến ba mẹ Hồng Loan cũng như là hai vợ chồng Loan và bé Gia Linh. Cảm ơn chị nhiều nha. Chào Pháp nha. Hy vọng là một ngày rất gần là ở bên châu Âu tình hình sẽ khả quan và mọi người sẽ được trở lại cuộc sống bình thường sớm hả chị ha. Bữa giờ là nhiều quốc gia mình thích lắm đó nha. Thụy Sĩ, Pháp, Canada, Úc, Hàn Quốc, Nhật, toàn những quốc gia mình thích không à. Hiện tại giờ dưới biển nó đông quá đó quý vị, nên news của đài nó đến để nó quay nè. Helicopter bay vòng vòng đó, trực thăng đó, nó bay vòng vòng đó. Nó đang, cái này là của đài số 5, đài số 5 đó quý vị, là đài LA, Los Angeles. Nó làm mình ồn quá đi. Ồn quá mình phải đi chỗ khác thôi. Có tiếng trực thăng nó hơi bị ồn chút ha. Cái video hôm qua đưa lên á thì cũng có rất là nhiều ý kiến là ủng hộ làm những cái chương trình như là trong nhà ngoài phố. Bây giờ Hồng Loan có ý kiến vậy nè ha. Nếu như mà tất cả quý vị ở khắp nơi trên thế giới, nếu có những cái mẫu chuyện nào hay, những cái mẫu chuyện về gia đình, về cuộc sống, về xã hội hay
thì gửi cho Hồng Loan. Hồng Loan sẽ dựa vào những câu chuyện đó và mình sẽ làm nên những cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ. Mình làm nên những cái mẫu chuyện nhỏ nhỏ mà hơi vui vui hoặc là hơi cảm động về cuộc sống gia đình, về xã hội để mà gửi tới quý vị. Quý vị có đồng ý không? Nếu như mà Hồng Loan nhận được nhiều thì Hồng Loan sẽ làm nhiều. Mà nhận được ít thì Hồng Loan làm ít. Mà không nhận được thì... thì Hồng Loan vẫn là... Hồng Loan tự kiếm. Tự kiếm. Rồi giờ mình cảm ơn Tiếp nè. Ok, Lộc xin cảm ơn Tiếp nha. Xin cảm ơn Helen Yonezaki. Bạn ở Nhật hả bạn? Chắc là ở Nhật. Tên Nhật tên đẹp quá ha. Rồi xin cảm ơn Loan Đỗ. Chúc kênh của chú Bảo Quốc Hồng Loan ngày càng phát triển và thành công trong nhiều lĩnh vực. Chiếc trực thăng nó vẫn còn ở đó, chắc nó có quay tình yêu gì đó nên nó hơi ồn. Hơi ồn chúc quý vị thông cảm. Thông cảm. Bây giờ Hồng Loan xin gửi lời cảm ơn đến một người cũng là một người thầm lặng nhưng mà hôm nay đã lên tiếng là AG Nguyễn. Bạn nói là chào hai vợ chồng, mình đã xem có thể nói là hết các video của hai vợ chồng nhưng chưa bao giờ bỏ comment. Hôm nay chịu không nổi cho nên phải viết vài câu để khuyến khích hai vợ chồng sống vui khỏe và hạnh phúc, tiếp tục mang đến nụ cười cho mọi người. You guys are the best Vietnamese YouTuber. Thank you very much. Wow, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn. Yên tĩnh đừng chúc về đó từ quý vị. Rồi Thanh Trúc Phạm. Thanh Trúc Phạm cũng rất ủng hộ Lan với Lộc nè. Rồi Nguyễn Cao Khương Gilbert thì là sống ở Pháp. Bạn nói là tiếng Việt của bạn không biết viết tiếng Việt, nhưng mà tiếng Mỹ thì cũng không có tốt lắm, nhưng mà bạn viết tiếng Mỹ cho Hồng Loan. Và bạn có nói là cái bài hát mà bạn nghe Hồng Loan hát cải lương đó thì bạn nghe bạn nổi da gà. Rất là vui có được một cái người ủng hộ mình ha. Mà không biết tiếng Việt nhiều nhưng mà vẫn thích nghe những cái cải lương giọng cổ như vậy thì một điều rất là đáng quý, rất là cảm ơn bạn. Rồi ở đây thì có Thủy Nguyễn là cùng tên với mẹ Hồng Loan nha, nhưng mà không biết đây tên Thủy hay tên Thùy hay tên Thúy. Tự đọc Thủy Nguyễn luôn. Thủy Nguyễn thì nói là yêu thích chú Bảo Quốc và Hồng Loan. Bé Gia Linh là con của Hồng Loan với Lộc hả? Đây là một người bạn mới đến với lại YouTube Bảo Quốc Hồng Loan Channel ha. Xin chào mừng bạn và mong là bạn sẽ ủng hộ Loan với Lộc nhiều hơn nữa. Đúng rồi, Gia Linh là con của Lộc với Loan. Gia Linh hôm nay được 8 tuổi, bảo quậy lắm. Rồi bạn Hoanh Nguyễn thì cũng khen Loan với Lộc nè. Rồi Linh Nguyễn thì nói là hiếu giỏi quá, biết nấu ăn, nhìn hấp dẫn quá. Và hôm nay Hồng Loan cũng có thêm một người mới nữa, đó là cô Huyền Nguyễn. Có lẽ tên Huyền, Hồng Loan xin phép bỏ dấu đại ha. Huyền Nguyễn nói là cô mới xem mà rất thích nghe tụi con nói chuyện, rất dễ thương, cô nghe là cô thích hoài luôn, hôm nào cô cũng đón xem hết. Rất là cảm ơn cô đã ủng hộ cho tụi con. Hồng Loan và Lộc cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho Loan với Lộc. Nói nhiều cứ cảm ơn hoài ha. Thôi cảm ơn quý vị đã đem đến cho Loan với Lộc những cái giây phút rất là vui vẻ trong cái Bảo Quốc Hồng Loan Channel này. Và mong rằng ngày mai trời sẽ sáng rất nhanh, ngày mai sẽ đến rất nhanh nha quý vị. Và tất cả chúng ta đều mạnh khỏe hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại lần sau. Ngày mai là 1 tháng 5 phải không? Hình như mình có hứa gì với mọi người đó. Mọi người đón xem nha. Ok. Bye bye. Nhớ nha, ngày mai là có double clip nha quý vị. Tạm biệt quý vị.